Điên điển còn có tên gọi điền thanh thân tía hay điền thanh bụi là một loài cây thuộc họ đậu. Loại cây này thường nở hoa vào mùa nước nổi. Hoa của cây điên điển còn được gọi là bông điên điển, được xem là một loại rau đặc sản. Vào những ngày tháng 8 âm lịch có dịp về Đồng Tháp, An Giang, ta có thể thưởng thức hàng chục món ăn được chế biến từ bông điên điển như canh chua bông điên điển, bánh xèo bông điên điển, gỏi bông điên điển chấm mắm kho, chấm nước cá, bông điên điển xào hoặc ăn kèm. Rồi bây giờ cũng như bà ra ngoài ruộng bà hái vô, rồi bà cá linh, bà kho lạc, bà chấm bông điên điển với cá linh là nó ngon mà nó ngọt, cái mùi vị nó ngọt lắm. Thì nói chung bông điên điển thì chế biến rất là nhiều món, mình trộn rỗi với tép tôm, còn bằng không thì mình sẽ xào, mình xào ăn vẫn được nữa, nhưng mà mình chỉ xào cho nó vừa tới. Hen rồi ngoài mình xào, mình trộn rỗi ra mình còn nấu canh chua nữa. Nấu canh chua là nhất là mùa nước nổi này á, thì tôi thích món điên điển nấu canh chua với lại bông súng á. Đó mà phải kèm theo cá linh mới được à nha. Tại vì nó cái món này là đối với mùa nước nổi của miền Tây á thì ngon lắm luôn. Nói đúng ra là hôm nay tôi thưởng thức cái món này là tôi rất là vui, là nó đã gắn liền với cái tuổi thơ của tôi, là mấy chục năm nay là tôi rất thích bông điên điển. Tại vì tuổi thơ là thường hay hái bông điên điển vậy đó, cho nên khi mà ăn lại cái món này á là tự động cái ký ức của tuổi thơ mình lại dồn về. Ngày nay điên điển không chỉ đơn thuần là loài cây mọc dại mà nó đã trở thành loại cây mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều hộ gia đình trồng loại cây này để lấy ngắn nuôi dài, trồng xen canh dọc bờ mương nước. Tuy chỉ là loại cây trồng để kiếm thêm, nhưng hiệu quả kinh tế loại cây này mang lại vượt ngoài mong đợi. Dạ, có khoảng 5 giờ là đi hái. Đi hái sớm để kịp đem ra chợ con với lại cho bông nó còn được tươi. Mình trồng theo cặp mấy mương vậy đó. Lấy ngắn để nuôi dài đó, nhưng mà mỗi ngày mình có thu nhập hoài luôn. Trồng này thì rất là dễ, cũng chăm sóc thì cũng dễ lắm. Cây bông điên điển này cỡ chừng 3 tháng, 4 tháng là mình có thể thu hoạch được. Nó cỡ khoảng cao cao khỏi đầu mình tí là nó có bông. Còn thu hoạch thì ngày mình hái cũng được là 24 công thì mình hái cỡ 20 mấy ký. Thu nhập thì 400. Điên điển không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế gắn với đời sống ẩm thực, mà loại cây này còn góp phần không nhỏ vào việc chống sạt lở đất, đặc biệt là còn có tác dụng cải tạo đất khi sử dụng làm phân xanh, do rễ của cây cũng giống như rễ của các loại cây thuộc họ đậu khác, có các vi khuẩn nuốt sần cố định đạm sống cộng sinh. Hình ảnh sắc vàng hoa điên điển còn được nhắc nhiều trong ca dao tục ngữ và những bài hát đậm chất miền Tây, khiến ai xa quê cũng phải nhớ về. Điên điển mà đem muối chua, ăn cặp cá nướng đến vua cũng thèm. Hay lời bài hát, với màu điên điển say mê, vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân, trót thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương. Tình thương em khó mà lường.